xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách gửi hình ảnh qua gmail trên điện thoại để gửi hình ảnh qua gmail trên điện thoại á thì các bạn chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây bước đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng gmail trên điện thoại nếu điện thoại của bạn á nó chưa có ứng dụng gmail thì các bạn chúng ta hãy về và cài đặt ở đây á tôi đã tiến hành là download và cài đặt ứng dụng gmail trên điện thoại của tôi rồi bây giờ tôi chỉ cần là truy cập vào ứng dụng gmail mà thôi rồi sau khi truy cập vào ứng dụng gmail á tiếp theo các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản gmail của bạn vào rồi sau khi đăng nhập tài khoản gmail vào rồi á tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm vào soạn thư bây giờ tôi sẽ tiến hành là nhập địa chỉ của người mà tôi muốn gửi hình ảnh giả sử như đây tôi sẽ nhập địa chỉ gmail là ngọc cường nè tôi chọn vào người này đây là người mà tôi muốn gửi hình ảnh tiếp theo tôi sẽ gõ là chủ đề ví dụ như là hình ảnh 1 Nội dung của bức thư là Xin chào Tôi gửi ảnh cho bạn Đó Sau khi tôi đã soạn xong nội dung của bức thư rồi Tiếp theo tôi sẽ tiến hành là Đính kèm hình ảnh vào trong bức thư này Thì ở đây á tôi sẽ chọn vào biểu tượng hình cái ống hút này nè Đây là đính kèm tệp Đó tôi chọn vào Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào đính kèm tệp Thì lúc này á Nó sẽ xuất hiện thư viện hình ảnh của tôi Giả sử như ở đây Tôi muốn là gửi hình ảnh này cho người bạn của tôi này Tôi chọn vào Thì các bạn thấy Lập tức á, hình ảnh nó sẽ được đến kèm trong bức thư Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm gửi Đó lập tức Là bức thư vừa rồi Nó đã được gửi đi Và đến kèm theo hình ảnh Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn gửi nhiều hình ảnh cùng lúc á Thì chúng ta làm như thế nào Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm vào soạn thư này Tiếp theo ở đây tôi sẽ nhập địa chỉ của người nhận rồi chủ đề là hình ảnh 2. Ở đây tôi không muốn là soạn nội dung của bức thư. Nên tôi để trống. Tiếp theo tôi bấm vào biểu tượng hình cái ống hút này, tôi bấm vào. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào đến kênh tệp. Nếu mà các bạn chúng ta muốn gửi nhiều hình ảnh cùng một lúc á thì ở đây các bạn chúng ta sẽ nhấn giữ vào hình ảnh này. Đó, như vậy là tôi vừa chọn một hình ảnh. Tiếp theo, hình ảnh này cũng vậy, tôi sẽ nhấn giữ vào. Đó, các bạn chúng ta nhấn giữ khoảng là 1 tới 3 giây thì lúc này á các hình ảnh sẽ được quét chọn đó nhấn giữ vào rồi giả sử như đây tôi muốn là gửi năm hình ảnh này cho bạn của tôi thì tôi sẽ chọn năm hình ảnh sau đó đây tôi sẽ bấm vào mở thì các bạn thấy ở đây nè năm hình ảnh vừa rồi tôi vừa chọn á nó sẽ đến kèm theo bức thư bây giờ tôi muốn gửi này thì tôi bấm vào gửi đó như vậy là tôi vừa gửi hình ảnh cho người bạn của tôi để xem là tôi đã gửi hình ảnh thành công hay chưa Thì tôi sẽ qua tài khoản kia để tôi kiểm tra Các bạn thấy không Lúc này á Hình ảnh của tôi gửi vừa rồi á Nó đã qua địa chỉ Gmail này Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nhé đó, đây là hình ảnh đầu tiên mà tôi gửi này. Tiếp theo, bức thư thứ hai này. Đó. Cuối cùng có 5 hình ảnh. Đó, chứng tỏ là Tôi đã gửi hình ảnh thành công trên Gmail. Như vậy là trong video này tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách gửi hình ảnh qua Gmail trên điện thoại. Nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.